Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn các tính điện trở hạng dòng cho LED để làm cho các đèn LED hoặc là chip LED đó nó ít bị cháy chết nha các bạn. Như các bạn cũng đã thấy á, trên tay mình là cái chip LED Samsung. Đây. Các bạn thấy không? Đây là chip LED Samsung nha các bạn. Loại này là loại đúc luôn nha, nó đúc nó nhựa các bạn. Để thứ nhất là nó hạn chế rơi vỏ, cái thứ hai là nó chống ẩm chống nước nha các bạn. Rồi mỗi con chip LED này nè, nó sẽ có một con điện trở hạng dòng nha các bạn. Bốn con điểm chip, bốn chip LED là bốn điện trở hạng dòng nha các bạn. Nên chip LED loại này á, là rất là bền, vì nó sẽ hạn chế được cái dòng điện đi qua chip LED, nó không được cho tăng cao quá nha các bạn. Từ cái điện nguồn á, các bạn có thể nhiều loại nha, nhưng mà cái tiêu chuẩn của nguồn á, nhờ mỗi chip LED này, ví dụ cái nguồn power supply cấp cho nguồn, cái này là nguồn khoảng 5V nha các bạn. Loại này 5V hoặc là có loại 12V hoặc là 24V DC. Đây là loại chip LED ha, dán SMD. Còn một số LED thường á, cái cấp tính cũng tương tự nha các bạn. Cái loại là loại LED thường ha. LED thường là đây nè, mình đã gắn một con điện trở nha các bạn, hạt dòng cho ba con LED này nha các bạn. Là mấy cái chip LED bên đèn chip LED T8 nha các bạn. Sau đây là cấp tính. Mình lấy cái con LED bình thường này mình là demo nha các bạn. Như các bạn cũng đã biết á, trong các video trước á, mình đã nói về cái điện áp cấp nguồn cho LED nha. Ở đây các bạn, mình sẽ có cái điện áp VLED nè, là từ tầm 2,2V, là mình tính là cái bắt đèn LED bắt đầu sáng nha các bạn. 2,2V đến khoảng 5V DC nha các bạn. Cái này tùy loại LED nha các bạn. Thì mỗi cái LED đó, rồi mỗi cái ấy là có một cái mức điện áp khác nhau nha các bạn. Rồi tùy theo màu nữa các bạn. Ví dụ màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu xanh. Và cái mỗi cái như cái LED này nè, có mỗi cái mức điện áp khác nhau để cho nó LED sẽ bắt đầu sáng nha các bạn. Nên nó nằm nhưng mà nó dao động trong cái khoảng tầm 2,2V DC đến 5V DC. Ở đây á, nếu mà cái nguồn VCC nè bạn, nguồn VCC là nguồn cấp cho LED á, mà nó nằm trong khoảng này á, thì bạn không cần phải mắc điện trở hàng dòng nha bạn. Ví dụ là nó nằm trong cái phạm vi cho bạn lấy sáng là ổn nha các bạn. Còn mình nói về cái trường hợp mà VCC này nó sẽ lớn hơn cái điện áp trên VLED nè các bạn. Thay vì cái nguồn này, con LED này á, nó chịu được cái điện áp là 2,2V là nó sáng ok. Nhưng mà cái điện áp này nó tăng lên khoảng, nó tăng khoảng 5V hoặc là cái nguồn adapter 12V hoặc là 24V là nó điện áp trên VCC này lớn hơn điện áp của LED nè các bạn. Thì mình sẽ tính con đi tính toán điện trở hạng dòng là làm sao cho cái điện áp nè VR hạng dòng nè các bạn, nó sụp áp, vì sụp áp mà cho cái mức VLED này nó nằm trong cái phạm vi cho phép nha các bạn. Đồng thời á, cái dòng điện nó qua LED á, là vẫn nằm trong phạm vi nha các bạn. Ở đây á, hồi trước mình đã nói tính là cái nhất là mấy chip LED đèn LED trong gia đình nha các bạn, là mấy chip LED này nè các bạn, cái cường dòng điện các bạn nó phải nằm trong tầm là từ 10A 10mA đến 150mA là ok. Nếu mà cái cường dòng điện nó tăng quá cao á là đứt, nó cháy chip LED nha các bạn. Chip LED này nó cháy nè. Mấy chip LED này hoàn toàn nó bị chết nha các bạn. Vì dòng nó cứ tăng qua cao quá, nó làm cháy chip LED. Nên cái Y á, nó là phải nằm trong phạm vi cho phép này nè bạn, từ 10 đến 150 mA nha các bạn. Mức 10 á là mức nhỏ nhất nha các bạn, là nó cũng sáng nha các bạn. Nhưng mà mức 150 nó sáng rất nhiều nha các bạn. Mà quá cái mức này á là nó sẽ bị cháy, bị chết chip LED nha các bạn. Cái chip LED này á cũng tương tự nè, chip LED này nè, nó với cái LED thường là cũng tương tự nhau nha các bạn. Tại vì cái loại này là thường là gắn chân thôi. Còn về sau nó sẽ tích hợp, nó làm cho chip LED này dán các bạn, để cho nó thẩm mỹ hơn. Với lại là nó tiêu thụ ít điện năng hơn so với chip LED thường nè, cái LED thường nè các bạn. À, chip LED này nó tiêu thụ ít điện năng hơn ha. Người ta chế tạo ra cái chip LED này để thay thế cho cái dần cho đèn LED này nha các bạn. Và ở đây mình có cái sơ đồ gì các bạn.
sơ đồ nha. Cái này VCC là nguồn cung cấp cho LED nha các bạn. Cái này còn mắc thêm con điện trở hàng dòng nối tiếp với LED nha các bạn. Cái LED này mình là một con LED đơn nha các bạn, hoặc có thể là các 5-6 con LED nó nối tiếp với nhau nha các bạn. Cái số lượng này số lượng LED nha các bạn, ví dụ là VLED 1 á, VLED 1, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, ví dụ mình ví dụ như vậy nha các bạn. Tùy cái LED này nha các bạn, mà mình nói chung là VLED nha các bạn. Ở đây mình chỉ nói một con LED thôi nha các bạn. Còn ví dụ như trong thanh LED này nè, các bạn tính toán á, cái chip LED này các bạn. Chip LED này á, mà nếu mà cái ở đây á có 3 con điện nối tiếp, ví dụ nha. Ở đây có 3 tiếp thì sẽ cái LED này các bạn, sẽ các bạn vẽ thêm nha, là 3 con hoặc 4 con nha các bạn. Rồi các bạn nối mắt ha. Là nói chung cách làm á thì cũng tương tự hết nha các bạn. Cách tính này mình sẽ demo một con LED thôi nha. Còn cái tính trong thực tế nó có thực tế là 3-4 con LED á, như cái này nè các bạn. 3 con LED này á thì mình với nó mắc mình vẽ thêm nha các bạn. Ở đây một con là các bạn sẽ vẽ thêm 2 con nữa ha, là cái điện trở hàng dòng nha các bạn. Thì hành như vậy nha. Thứ nhất á, nếu các bạn biết VCC cái nguồn cung cấp là chắc chắn các bạn biết rồi. Vì ví dụ cái nguồn cung cấp cho LED á là ví dụ khoảng 5V hoặc 12V hoặc 24V là các bạn biết được VCC nha các bạn. Tiếp theo á là các bạn biết được VLED, tại vì cái đèn LED á mỗi cái mức điện áp sáng khác nhau nên các bạn biết được điện áp cung cấp cho LED là bao nhiêu nha các bạn. Nó khoảng tầm vào khoảng 3V hoặc 5V á. Hoặc là loại 2,2V nha các bạn, là nó sáng rồi nha. Thì các bạn biết được VLED. Từ đó các bạn tính được VR nha các bạn. Các bạn lấy cái này nè, VR mình tính ra điện sụp áp trên cái điện trở R nè các bạn, là điện trở hạng dòng mắc nối tiếp với LED nè các bạn. VR sẽ bằng VCC trừ VLED nha các bạn. Đây là các bạn, VCC trừ VLED nha. LED này có số lượng nhiều một con hoặc nhiều nha các bạn. Ý là cái VLED này nè các bạn. Nè các bạn. Cái điện áp LED nè các bạn. Để nếu mà các bạn một có một con LED á, ở đây có một con LED á thì các bạn tính là VLED 1 nha các bạn. Còn nếu ở đây có một dãy của nó là khoảng 3-4 con LED á, là các bạn cứ cộng lên nha. VLED 1 nè, VLED 2 nè, VLED 3 nè, VLED 4 nè, ví dụ có, trong mạch có 4 con LED á thì các bạn cứ cộng vậy nha. Cái điện áp VLED nè các bạn. Ở đây mình tính một con LED này nha các bạn. Ví dụ mình sẽ lấy cái điện áp nè các bạn. Mình giả sử nha, đây là mình demo thôi nha. Cái VCC cấp nguồn cho LED, chẳng hạn như bây giờ mình sẽ cấp nguồn khoảng 12V nha các bạn. VCC nè, cái nguồn 12V ở đây nha các bạn. Ở đây mình lấy cái con này luôn nha các bạn. Ở đây mình sẽ cấp nguồn 12V, mở một dãy ở đây á có 3 con LED thì mình tính sao nha các bạn. 3 con LED nè. LED này giờ mình sẽ thử trước nha các bạn. Mình thử cái điện áp của nó là khoảng bao nhiêu cho LED nó sáng nha các bạn. Ở đây mình dùng một nguồn cấp nguồn cho điện thoại di động ha. Các bạn vặn chỉnh cái mức khoảng các bạn chỉnh cho mình cái mức 2V nha các bạn. Cái mức 2,2V ha, 2,2V trước nha các bạn. Coi nó sáng không nha các bạn. Đây, mình sẽ lấy một con LED nè. Mình làm thử cho các bạn xem nha. Các bạn chích vô nha, dương á chích vào anode, âm chích vào cathode nha các bạn. Ồ cái này rất sáng nha các bạn. Nào mình các bạn nhìn thấy không? Ở đây á các bạn, mình chỉ vặn mức 2,4 tầm 2,2V mà đèn LED nó sáng rồi.
là ok nha các bạn. Nếu cái độ sáng về ổn á thì các bạn có thể tăng lên nha các bạn, 2,2V ha. Ở đây là 2,2V. Còn nếu các bạn tăng lên á, tăng lên để các bạn nhìn thấy dòng không? Dòng nè. Dòng lúc này á nó khoảng 80mA nha các bạn, một vạch. Một vạch là 40 nha các bạn, hai vạch là 80 nha, 80mA. Ở đây mình có 5 vạch là 200mA nha các bạn, 80mA. 80mA á là nằm trong cái phạm vi của nó nha các bạn. Nó nằm trong từ 10mA đến 150mA. Và là cái led này á nó sáng á, sáng các bạn. Là cái mình vặn cái mức khoảng 2V, 2,2V nha các bạn. 2,2V nó sáng nha, còn dòng á nó qua á. Là các bạn thấy không? Dòng nó khoảng 80 nha các bạn, 80mA nha các bạn. Là cái trường hợp này led ấy, bây giờ mình sẽ tính cái điện trở hàng dòng nếu mà khi mình bắt ban led mà với cái điện áp là khoảng 12V DC nha các bạn. Còn tùy loại led nha các bạn. Ví dụ led màu trắng á, nó sẽ cái điện áp nó sẽ khác nhau. Hoặc là cái led màu đỏ. Màu đỏ cái này đỏ đục nha các bạn. Đỏ đục con này đỏ trong nữa. Rồi cái nói chung là nó phụ thuộc vào màu sắc của led nha các bạn. Từ mỗi là sắc mỗi con led á, nó sáng á, thì cái điện áp sẽ khác nhau nha các bạn. Như các bạn thấy không? Đây là cái led màu đỏ đỏ mà trong á, nhưng mà cái dòng nó khi các bạn vặn lên đó bạn. Các bạn vặn lên nè. Cũng cái mức 2,2V nhưng mà cái dòng nó ăn khoảng chưa được 80 nha các bạn. Cái dòng là nó chạy lên khoảng 40-50 à, 40 hoặc 50, khoảng 50mA thôi. Nhưng đối với led đục nè các bạn, led đục này thì cái điện áp, cái dòng nó sẽ qua sẽ lớn hơn nha các bạn. Nói chung tùy vào cái màu sắc của led, rồi tùy vào loại led nữa. Hoặc là cái chip led nè các bạn. Mà nó sẽ quy định được cái điện áp nó khác nhau nha các bạn, làm cho led sáng, led lại sáng nha. Ở đây mình sẽ demo tính vào cái tính thực tế trên ba con led này nha các bạn. Ba con led này với mỗi cái mức điện áp các bạn rơi trên mỗi con led á, mỗi mức điện áp này rơi trên mỗi con led là khoảng 2,2V. Vậy nếu ba con mắt nối tiếp là mình cộng được là 6,6V nha các bạn. 6,6V ha. Ở đây nha các bạn. Cái VCC của mình á, ví dụ mình các bạn có một nguồn adapter đi, khoảng 12V đi. Cái nguồn này có thể thay đổi nha các bạn. Các bạn có thể nguồn 24V, 12V, bao nhiêu V đó, tùy nha các bạn. Ở đây mình giả sử các bạn VCC của mình là 12V ha. VCC 12V. Mình giả sử nha, VCC 12V mà trừ đi 6,6V nha các bạn. 6,6V là vì ba mình có xe, mình sẽ ở đây mình có ba con led mắt nha các bạn. Nếu mà một con thì các bạn tính thêm một con nha. Một con led một là một con, hoặc hai con hoặc bao nhiêu con á thì các bạn tính thêm nha các bạn. Là từ một con led á cái điện áp của nó là 2,2V. Mà các bạn cộng ba con này cộng 2,2 này. Thì cộng 2,2 nữa. Đây là 6,6 nha các bạn. Đây các bạn tính được cái điện trở và cái điện áp sụp áp trên điện trở R, VR. Ở đây mình bấm máy tính luôn nha các bạn. Ở đây nè, mình có cái điện áp ngõ vào VCC là 12V nha các bạn. 12V mà các bạn trừ đi. Các bạn trừ đi cái ba điện áp trên ba con led nó rơi khoảng 6,6V nha các bạn. 6,6 nè. Mình được cái kết quả là 5,4V nha các bạn. Điện trở trên R sẽ nó sẽ gánh được khoảng cái điện áp là 5,4V nha các bạn. 5,4V DC. VR sẽ bằng 5,4V. Rồi tới đó mình sẽ tính được cái cường độ dòng điện Y nha các bạn. Y là bao nhiêu? Lúc nãy mình đã xem trên đây nha các bạn. Y nó dài, nó dòng nằm trong khoảng là khoảng 80mA nha các bạn. Ở đây các bạn đo cho cái giá trị khoảng 10mA hoặc 150mA. Cái giá trị Y này tùy ý nha các bạn. Ở đây các bạn có thể cho, mà từ hôm nay mình test đó, là cái dòng qua đây con led sáng là khoảng 80mA nha các bạn.
y á, các bạn có thể cho tùy ý, các bạn có thể cho là y là khoảng 50 mA hoặc 80 mA. Y 50 mA, 80 mA đều được các bạn. Nhưng mà nó nằm trong cái phạm vi từ 10 mA là bắt đầu lấy bắt đầu sáng đến 150 mA thôi. Các bạn đừng cho cái quá giá trị này. Nếu mà quá giá trị này á là sẽ cháy led nha các bạn. Led này sẽ bị cháy nha. Thì các bạn tùy thôi. Thế thì là ohm á, y cường độ điện sẽ bằng u chia r, u là hiệu điện thế, chia r là điện trở. Hôm nay mình tính được vr nha các bạn. Cái u á, u này chính là bằng vr. Vậy là tính ra cường độ điện sẽ bằng u chia r. Vậy suy mình suy ra là r sẽ bằng u chia y nha các bạn. R bằng u chia y bằng vr chia y. Bạn thấy không? Cái này mình suy ra nha các bạn. Suy ra cái giá trị này nha. Điện trở sẽ bằng u chia y bằng vr chia y. Mục đích của mình là gì? Mục đích của mình là tính cái giá trị điện trở này để mà hạn dòng. Là cái điện trở này bao nhiêu để mà hạn dòng cho cái dòng điện, cường độ dòng điện qua led nè các bạn. Hôm nãy á, bên đây nào mình á, cái tính là 5.4V nha các bạn. Nè các bạn tính nè. Mình tính trực tiếp trên đây nha các bạn. Các bạn tính ra khoảng 5.4V. Mình lấy 5.4V nha các bạn. Ở đây 54V y á, cái này tùy cái y này giá trị gì mà bạn cho nha các bạn. Hồi nãy á, các bạn có thể tính cái nên chờ lựa chọn đó nè. Nếu bạn muốn cái dòng điện qua cái led này nè các bạn là 50 mA thôi. Thì các bạn tính ra 50. Các bạn ghi tới thông số y nè, 50. Hoặc là các bạn muốn cái dòng nó 80 mA thì các bạn ghi 80 vô đây nha các bạn. Cái đơn vị tính á, đơn vị tính ở đây là ampere nha các bạn. Từ đó các bạn phải đổi ra nha các bạn. Đổi cái giá trị này ra nè. Các bạn muốn dòng nó ra khoảng 50 mA hoặc 80 mA thì các bạn phải đổi ra ampere hết cho mình nha. Cái này giá trị là tùy ý nha các bạn. Các bạn muốn thay đổi, các bạn muốn dòng nó qua bao nhiêu qua thì mình tính bấy nhiêu nha. Ở đây 50 mA là bằng 0.05 ampere nha các bạn. Bằng nè, 0.05 ampere bằng 0.08 ampere. Bạn thấy không? Này là nếu các bạn muốn dòng á 50 mA là nó bằng 0.05 ampere hoặc là 80 mA sẽ bằng 0.08 ampere. Tại vì cái đó 1 mA á, 1 ampere sẽ bằng 1000 mA nha các bạn. Ampere nó bằng 1000 lần cái mA này. Nên các bạn đổi quy đổi ra từ mA sang ampere là 0.8 hoặc 0.5. Nên các bạn lựa chọn nào, ví dụ các bạn thích á, cái dòng cường độ điện nó qua led là 50 thì các bạn vô đổi qua hoặc là 80 mA. Ở đây á, mình muốn cái cường độ điện á nó khoảng 80 nha các bạn. 80 giống như cái hồi nãy led hồi nãy á, thì các bạn mình sẽ ghi 0.08. Lấy ví dụ mình muốn dây dòng điện nó qua là mình lấy giá trị là 0.08 ampere. 0.08 ampere. Này 0.08 nha các bạn, giá trị ampere nha. Đơn vị ampere cái này đơn vị volt nha các bạn. Volt, cái này ampere nha các bạn. Rồi mình sẽ bấm vi tính luôn nha các bạn. Rồi ở đây có mình có cái điện áp nè các bạn. Điện áp là 5.4V nha. 5.4 nè các bạn. Rồi mình chia cho 0.08 nha. Rồi mình muốn cái dòng là khoảng vô khoảng 80 mA là 0.08 nha các bạn. Mình chia nè. 0.08 nè các bạn. Rồi mình chia 0.08 nha các bạn. Mình sẽ bấm kết quả là 67 nha các bạn. 67.5 ohm nha các bạn. Đơn vị là ohm ha. Này cái giá trị của mình là 67.5 ohm nha các bạn. Như vậy á, bây giờ ở đây á, mình sẽ tính được cái giá trị điện trở hạn dòng nha các bạn. Hạn dòng nè. Cái điện trở hạn dòng này nào mắc nối tiếp với con led nè các bạn.
như vậy lấy led lậu ở đây là mình có 3 con led nha bạn, mất thêm 3 con nha bạn. Nó mát nha bạn. Cái điện trở hạn dòng là mình mắc thêm vô nối tiếp vô để mà hạn dòng cho led đó là khoảng đó, mình tính được là 67,5 vô ôm nha các bạn. Thì cái giấy nếu các bạn trong tính toán đó, thì các bạn có thể mấy con điện trở này các bạn tìm con điện trở nha, nó có giá trị gần sát sát ở đây nha các bạn, hoặc là hơi lớn hơn tí nha các bạn. Các bạn có thể dùng con điện trở khoảng 100 ohm, có thể mắc con điện trở 100 ohm là cũng ok nha các bạn, 100 ohm là ok nha, hoặc là cái giá trị của 80 ohm á. Còn nếu mà các bạn muốn cái giá trị này á, thì các bạn có thể dùng mấy hai con điện trở nè, hai con điện trở mà các bạn mắc song song nó ra giá trị gần sát bên đây là cũng ok nha các bạn. Các bạn không cần phải đảm bảo là giá trị như vậy đâu, các bạn lấy cái điện trở mà tương đương gần đúng là được rồi. Và các bạn nếu một con á, ví dụ có một con thì các bạn dùng con điện trở thẳng 100 ohm cho mình luôn, tại vì cái dòng nó chỉ giảm một chút xíu thôi các bạn, không thay đổi nha. Tại cái dòng cái điện trở này á, mình tính là 67,5 ohm để gần sát rồi, các bạn dùng con điện trở 100 ohm cho mình, hoặc là các bạn dùng một hai con á, hai con điện trở mắc song song là cái chỉ số khi mắc song song á là cái giá trị điện trở tương đương nó sẽ giảm nha các bạn, tích chia tổng ha. Ở đây mình nói thêm về cái nếu các bạn mắc nó không có thì các bạn dùng hai điện trở nối tiếp nha các bạn, nối tiếp á điện trở nè các bạn. Mình nói thêm về vấn đề này nha, điện trở mà mắc nối tiếp á đây, điện trở mắc nối tiếp các bạn, với điện trở mắc không xong ha. Cái R các bạn, R tương đương của nó các bạn sẽ bằng R1 nè cộng R2 nè cộng RN nè các bạn. Còn điện trở tương đương các bạn, điện trở tương đương nó bằng tích chia tổng nha các bạn, như R1 nè nhân R2 chia R1 cộng R2 mà thấy không? Ở đây ví dụ mình có hai con điện trở thì mình bỏ này đi. Hai điện trở thì các bạn lấy á, nếu các bạn hai con điện trở mà mắc nối tiếp nhau á thì các bạn tính cho mình là R1 là cộng R2 là ra điện trở tương đương nha các bạn. Ví dụ 67 ohm đi, các bạn tìm mấy con 30 ohm hoặc là 40 ohm đi, 40 ohm. Rồi cộng 40 ohm nó ra con điện trở này nha các bạn. Hoặc là các bạn nếu mà các bạn mắc song song á thì cái giá trị nè, các bạn lấy R1 nè, R1 là hai con điện trở bạn mắc song song á, cái giá trị của 40 nhân 40 rồi chia cho 40 cộng 40 nha các bạn. Đó nó ra tương đương nha các bạn. Các bạn tính theo là cái giá trị á, tính theo cái này theo tổng nha. Còn cái này nếu mà các bạn mắc song song thì giá trị nó sẽ giảm bớt nha các bạn. Rồi các bạn lấy tích chia tổng, tích từng con điện trở rồi các bạn chia cho tổng con điện hai con điện trở nha các bạn. Cái đây là vấn đề mình nói thêm thôi nha các bạn. Để các bạn dễ tính, dễ tìm cái con điện trở mà tương đương để các bạn gắn vô mắc nối tiếp vô để bảo vệ con mấy con chip led này nha các bạn. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là cách tính điện trở hạn dòng cho led nha các bạn. Là khi mà các bạn biết được cái điện áp rơi trên, tính được cái điện áp nè trên VR nè các bạn, và các bạn muốn cái dòng điện á, dòng điện nó qua con, tại vì cái dòng Y á, Y này nó sẽ đi xuyên suốt nha các bạn. Vì dòng á, dòng này tao phải không phải mắc song song mà cái mắc nối tiếp, nên dòng qua điện trở R á sẽ chính là cái dòng qua tất cả những chip led này các bạn, tất cả dòng qua led luôn ha, đi từ VCC xuống mắt luôn nha các bạn. Nếu các bạn cứ tính, chỉ cần tính điện trở qua R thôi là các bạn tính được cái cường độ dòng điện qua mấy con led này các bạn. Thì cái cường độ dòng điện đó các bạn có thể ướm thử nha các bạn, từ cái mức nó là từ 10mA đến 150mA thì các bạn cứ chọn giá trị đại nha, các bạn thích giá trị nào. Tại vì nó càng sáng á, càng và dần dần vào 150mA nó càng sáng nha các bạn, mà quá 150mA là có thể chip led bị cháy nha các bạn. Mình nên khuyên các bạn nên chọn giá trị trung bình nằm giữa thôi, nằm giữa khúc này thôi, là từ 50-80mA đã đủ sáng rồi nha các bạn, là ổn ha. Thì các bạn cứ chọn cái dòng mà các bạn theo cái công thức này các bạn tính nha, rồi tùy theo cái số lượng chip led, cái lượng led đây nè, các bạn tính theo ví dụ
điện áp mỗi con led là bao nhiêu thì các bạn tính được rồi. Với cái nguồn, các bạn biết cái nguồn cung cấp là VCC. VCC nó thay đổi nha, từ 5V nè, các bạn có thể với đối với một con á, một con led đi, các bạn gắn cái nguồn cấp của bạn là 5V thì các bạn tính được con cái nguồn điện ở hàng dòng nha các bạn. Là các bạn VCC này nó thay đổi lên 12V hoặc 44V là các bạn tính được cái giá trị này luôn nha các bạn. Tính được giá trị VR nè, xúc áp trên điện trở VR. Từ đó các bạn tính ra được cái điện trở R hàng dòng nha các bạn. Thì nhờ cái điện Y á, cái dòng mà các bạn tự chọn ở trên đây nha, là các bạn tính được cái điện trở hàng dòng, là nó sẽ đúng với cái cường độ điện mà các bạn tính nha. Ví dụ các bạn mà mắc con điện trở này 67.5 ohm á, thì nó sẽ ra cái dòng là 80mA nha các bạn. Có bạn mắc nó lớn hơn á, mắc lớn hơn, IR sẽ lớn tăng hơn á, thì cái dòng này sẽ giảm nha các bạn, cường độ dòng điện sẽ giảm ha. Ở đây mình sẽ ở đây á, cái trường hợp này thực tế là mình sẽ không gắn cái con điện trở 67.5 ohm nha các bạn, mà mắc con điện trở lớn hơn nha các bạn. Thì mình sẽ thử đo cái dòng nó như thế nào nha các bạn. Là các bạn cứ test nha. Ở đây mình sẽ chỉnh cái mức chỉnh từ từ nha các bạn. Âm thì mình gắn vô cathode nha các bạn. Dương thì mình gắn vô anode. Nè, dương là anode rồi, gắn điện trở hạt dòng nha các bạn. À, đúng theo sơ đồ luôn nha các bạn. Dương nữa các bạn. Đây là điện trở hạt dòng ha. Rồi 3 con led nha các bạn. Mắc nối tiếp hết nha các bạn. Các bạn mình sẽ chỉnh cái điện áp này nè. Tăng lên nha các bạn. Coi như thế nào ha. À, các bạn nhìn thấy không? Led nó sáng, bắt đầu sáng nha các bạn. 5V bắt đầu sáng nha. Mình nó tăng 10V nha các bạn. Thì cái mức điện áp khoảng 12V nha các bạn. Đây, nó tầm 12V nha các bạn. 12V là các bạn thấy led sáng. Nhưng mà cái dòng á bạn, tại vì con điện trở này nó không đúng với giá trị mãi, tại mình mắc cái điện trở lớn hơn các bạn. Thì các bạn nhìn thấy cái dòng nè các bạn. Cái dòng ở đây nó sẽ không phải bằng 80mA nữa. Mà nó nhích lên khoảng gần 20 nha các bạn. 20mA. Dòng là ổn nha các bạn. Cái mức điện áp là khoảng 12V nha các bạn, 12V DC là hạn dòng nha các bạn. Nếu mà các bạn không gắn điện trở này vô là nó cháy led nha các bạn. Tại vì dòng nó qua cao nó lớn các bạn. Nếu các bạn phải gắn cái điện trở hạn dòng vô nó sẽ bảo và nó hạn chế cái dòng điện qua mấy con led này nè. Nên các bạn nó bảo và con mấy con led này cho ổn nha các bạn. Đó, bằng cách tính như vậy á các bạn thấy nha. Là nó cái nguyên con led đi, cái dòng cường dòng điện á nó khoảng 20mA là ok nha các bạn. Là nó nằm trong cái phạm vi này nè các bạn. Nè, từ 10mA đến 150mA là led là ổn nha các bạn. Nó càng phía dưới này các bạn, nó là led nó đỡ cháy nha các bạn. Còn các bạn nó càng lên cao khoảng 150mA lớn hơn là nó sẽ chết led nha các bạn, cháy led ha. Như vậy là xong nha các bạn. Video này đó mình hướng dẫn các bạn nha, tính cái tính điện trở hạn dòng cho led nha các bạn. Cái chip led, mấy chip led này cũng tính tương tự nha các bạn, tùy là chip led nha các bạn. Cái dùng loại nào thì các bạn có thể tính được y hệt như vậy nha các bạn, bằng cái công thức này nè. Chỉ cần các bạn mắc thêm con điện trở hạn dòng vô đây. Ở đây là mấy chip led Samsung nè, người ta cũng mắc mỗi con chip led này nó cũng mắc điện trở hạn dòng hết nha các bạn. Để bảo vệ cho mấy chip led này nó dòng nó không tăng cao quá, nó chết chip led. Đây là một cách để mà nó hạn chế, nó làm cho cái chip led được bền, rất bền nha các bạn. Với công thức này các bạn cứ tính y như mình nha. Để các bạn tính được cái con điện trở hạn dòng là giá trị bao nhiêu nha các bạn, rồi các bạn mắc vô nha. Còn nếu mà các bạn không có giá trị này á, thì các bạn cứ tính theo cái điện trở. Nếu mà các bạn có hai con điện trở giá trị cao đi, hoặc là hai cái điện trở giá trị thấp, thì các bạn cứ mắc nối tiếp vô để ra giá trị này. Hoặc là các bạn tính giá hai con
các bạn có hai điện trở giá trị cao thì các bạn mắc song song. Nếu mà hai điện trở giá trị thấp nha các bạn, thì các bạn cộng vô nó ra giá trị này, các bạn mắc hai song song. Thì nó ra các bạn tính công suất là tích chia tổng, là cái giá nó cũng ra giá trị xem ở đây là ổn nha các bạn. Các bạn không cần đúng giá trị này nha, miễn sao cái dòng cường độ dòng điện nó nằm trong khoảng từ 10mA đến khoảng 100, nó là khoảng giữa là ok nha các bạn, là khoảng từ 50 hoặc 80mA là ok nha. Các bạn không cần phải tính theo gần cái giá trị 150mA đâu. Rồi, vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cách tính điện trở hàng dòng nha các bạn, để cho làm cho chip led nó ít bị chết. Các bạn có ý kiến hay thắc mắc gì á, các bạn cứ viết comment với video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi, chào các bạn, hẹn lại các bạn trong video kế tiếp nha.